Một trong những điểm quan trọng nhất của luật đất đai năm 2024 là bỏ khung giá đất cũ. Thay vào đó, bảng giá đất được cập nhật hàng năm, xác định giá sát với thị trường căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng. Theo phân tích của Bộ Xây dựng, khi áp dụng giá đất năm 2024, chi phí sử dụng đất của các dự án bất động sản sẽ tăng lên khá nhiều so với trước. Bộ Xây dựng nhận định bảng giá đất mới sát thị trường sẽ làm tăng chi phí đầu tư xây dựng các dự án, sẽ đẩy giá nhà lên cao so với trước đây. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của dự án nhà ở, dao động 7-20% với dự án chung cư cao tầng và 25-50% với dự án biệt thự liền kề. Mức này giữa các dự án có sự khác nhau do phụ thuộc vị trí, điều kiện thuận lợi của hạ tầng kỹ thuật. Còn chi phí bồi thường tài sản trên đất thường chiếm tỷ trọng không đáng kể, khoảng 2% trong chi phí đầu tư xây dựng. Bảng giá đất mới sát với giá thị trường làm tăng chi phí liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất đều tăng. Đặc biệt, bảng giá đất sẽ có tác động di chuyển, kích hoạt mặt bằng giá bất động sản, nhà ở tăng với con số ước tính lên 15-20% so với trước. Ngoài chi phí liên quan đến đất, giá thành của sản phẩm trong dự án bất động sản còn được cấu thành từ chi phí đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiện ích, chi phí vốn vay, bán hàng, thuế. Tuy nhiên, đa số chi phí này được Bộ Xây dựng đánh giá ít biến động, thậm chí chi phí vốn vay có xu hướng giảm theo mặt bằng lãi suất đã giảm chung, nên không phải yếu tố làm thay đổi giá nhà ở thời gian qua. Với tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình ban hành bảng giá đất mới của các địa phương, có giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bảng giá đất đến mặt bằng giá nhà ở và cung cầu thị trường. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản giảm giá thành sản phẩm bằng cách rà soát, tiết giảm chi phí, áp dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ phù hợp với đại đa số người dân. Những món hàng vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng xuất xứ nước ngoài tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử, sẵn sàng giao đến tận tay người tiêu dùng trong thời gian ngắn, đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Việc hàng hóa giá trị thấp ở nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhắc đến trong những cuộc họp vừa qua. Nguyên nhân là hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là đối với giao dịch mua bán các hàng hóa này thông qua nền tảng số và sàn giao dịch thương mại điện tử. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận định, trước đây, việc miễn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dựa trên thực tế là số thuế thu được không đáng kể so với chi phí quản lý thu của cơ quan hải quan và chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của thương mại điện tử hiện nay, xu hướng chung của nhiều quốc gia cho thấy lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Theo số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông, tại thời điểm tháng 3 năm 2023, trung bình khoảng 4-5 triệu đơn hàng một ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100.000 đến 300.000 đồng. Hàng ngày trung bình có khoảng 45-63 triệu đô la Mỹ, một tháng khoảng 1,3 đến 1,9 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop. Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành và dự thảo luật sửa đổi không quy định việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ. Vì vậy, cơ quan trên đề nghị Bộ Tài chính khi ban hành nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, bảo đảm chấm dứt hiệu lực của quy định miễn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu giá trị nhỏ, qua đó có thể mở rộng và bao quát nguồn thu phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều này sẽ làm tăng số thu về thuế VAT từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đối với hàng hóa. Đồng tình với ý kiến vừa nêu, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, việc miễn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa giá trị dưới 1 triệu đồng giờ không còn phù hợp khi thương mại điện tử ngày càng bùng nổ. Các cá nhân tổ chức sẽ lợi dụng chính sách này và nhanh chóng ship hàng tận tay người mua trong nước. Hàng hóa nước ngoài đã rẻ lại được miễn thuế giá trị gia tăng sẽ khiến hàng Việt Nam càng không thể cạnh tranh được. Do đó, ông Phú cho rằng đã đến lúc cần bỏ ngay quy định trên, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu như hàng hóa trong nước thông thường. Tuy nhiên, ông Phú cũng lưu ý hàng Việt phải tự nâng cấp như có mẫu mã đa dạng, sản phẩm chất lượng, an toàn và doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu liên kết với nhau từ nhà sản xuất đến phân phối để đưa hàng hóa đến tận tay người dùng với chi phí thấp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước ngoài việc kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hành vi gian lận thì cũng phải nâng cấp các chợ truyền thống, hỗ trợ hàng Việt được phân phối rộng rãi đến vùng sâu, vùng xa thì mới có thể cạnh tranh với hàng ngoại giá rẻ.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Về dự án này, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài 1.541 km với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Về phạm vi, quy mô đầu tư, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi ở Hà Nội đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên ray, công nghệ theo hướng mở để có thể tích hợp khai thác nhiều loại tàu, đảm bảo nhiều đơn vị có thể cung cấp phương tiện, tránh độc quyền. Theo nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải, công nghệ chạy trên ray là một trong ba loại hình công nghệ trong xây dựng đường sắt tốc độ cao. Với công nghệ chạy trên ray, tốc độ khoảng 250-350 km/h. Chi phí đầu tư trung bình được đa số các quốc gia trên thế giới lựa chọn. Liên quan đến việc lựa chọn tốc độ thiết kế, Bộ Giao thông Vận tải làm rõ tốc độ thiết kế 250 km/h mới chỉ qua ngưỡng tốc độ cao, đã phát triển cách đây khoảng 50 năm, chưa thực sự hiện đại và phù hợp với xu hướng của thế giới. Việc khai thác sẽ không hiệu quả trên hành lang vận tải dài trên 800 km, tập trung nhiều đô thị lớn với mật độ dân số cao như hành lang Bắc, Nam của Việt Nam. Khi cần nâng cấp lên tốc độ thiết kế 350 km/h sẽ không tận dụng được kết cấu hạ tầng, gây lãng phí. Bên cạnh đó, theo tính toán của tư vấn, trên chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút hành khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng 8-9%. Về lộ trình thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10 năm 2024. Trong năm 2025 đến năm 2026, đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cuối năm 2027, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội, Vinh và Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh, Nha Trang năm 2028 đến 2029 và phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035.